Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Nhìn Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Tà Chi Quân Chủ tập 177 của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 805 An Bài Người lo lắng không ngoài tiểu quỷ dương mặt kia hoặc có thể nói là người không nhất định thật sự lo lắng cho dương mặt mà là không nguyện ý để cho những sắp đặt từ trước đến nay của ngươi biến thành sôi hỏng bỗng không mà thôi. Lý Du Nhiên hạ giọng nói, với tài trí của Lý Du Nhiên ta đây không ai có thể khống chế nổi, dương mặt hay là phụ thân quán, bình đẳng dương dương hoài nông cũng đều không thể, bọn chúng không xứng. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xa xăm, nhưng ta lại cam tâm tình nguyện để cho bọn chúng khống chế. Ta nói như vậy không biết người đã hiểu chưa? Quân mặt ta gật đầu, xem ra ngươi hiểu rất rõ bản thân của mình không sai hai người chúng ta từ đầu đã chọn hai con đường khác nhau người theo đuổi thứ gì ta không thể biết được nhưng mà lý du nhiên ta theo đuổi chẳng qua là vinh hoa phú quý trọn đời thứ ta theo đuổi chính là quyền lực vì quyền lực chí cao ta có thể làm bất cứ việc gì dù sao lại không thể di quyền lực mà để người khác khống chế hơn nữa lại chỉ là khống chế trên bề mặt Lý Du Nhiên cười nói tiếp. Nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn ẩn thân ở phía sau bài mưu tính kế, nhưng mà lại chưa hề hiện thân trước mặt người khác. Lý Du Nhiên ta có thể làm một tên mưu mô, mô xuất sắc, nhưng mà tiếc hận duy nhất chính là ta không có đủ khí độ để quân lâm thiên hạ. Vị trí thích hợp của ta là ở đằng sau một người, nhưng mà trên dạng người. Đó là vị trí hợp với ta nhất. Đáp án của ta không biết Tam Thiếu có vừa lòng không? Lý Du Nhiên ánh mắt chớp động kiên quyết nói. Quân mặt tà trầm tư nửa ngày không nói lời nào. Lý Du Nhiên yên lặng đứng bên cửa sổ cũng không làm ra bất cứ động tĩnh gì. Hai người một đứng một ngồi đều như là tượng gỗ mà bầu không khí trong phòng lại áp bức đến kinh người. Một lúc đầu sau quân mặt tà cuối cùng mở miệng nói. Lý Du Nhiên thật sự ta phải đi tam đại thánh địa lại phái người tới ngươi sẽ ứng phó thế nào ứng phó thế nào sao còn có thể ứng phó thế nào cứ nói thật ra là được lý Du nhiên thở dài một hơi lại cười khổ một tiếng nếu quả đúng là ngươi lui vào trong thiên phạt xâm lâm bọn chúng sao lại trách ta thả ngươi được đến cửu đại thánh giả còn tánh mạng trong ta của ngươi thực lực của ngươi đã đến trình độ nào ai ai cũng biết nếu ta còn kiên trì lộ diện cản đường của ngươi há không phải là một thằng ngu sao? bọn chúng cho dù bất mãn nhưng mà cũng sẽ không vì việc này mà phát tác với ta, đúng không? Quân mặt tà cười câu trả lời của Lý Du Nhiên khiến cho hắn rất vừa lòng. Bàn Tử, ngươi có cần theo ta đi luôn không? Ta sợ là bọn chúng sẽ vì quan hệ giữa chúng ta mà làm hại đến người. Đối diện với cái tên bằng hữu duy nhất tại vị thế này, Quân mặt tà rất không yên lòng. Tính khí của Bàn Tử nếu không có hậu thuẫn mạnh mẽ giúp đỡ thì rất dễ chịu thiệt lại nói tin tưởng rằng người của tam đại thánh địa ai cũng biết bàn tử là bằng hữu của mình nếu thật sự để lại mức độ nguy hiểm có thể nói là càng lớn à không ta nhất định không có rời khỏi nơi này đâu đường nguyên trả lời dứt khoát sau đó hắn cười nói ta mới không cần tới cái nơi quỷ quái thiên phạt hung địa đó từ nhỏ ta hướng tới một ngày ta vét sạch tiền của thiên hạ. Hôm nay mục tiêu của ta đang được thực hiện thuận lợi mà. Tại sao có thể rời bỏ chứ? Thiên phạt hung địa kiếm ở đâu ra mà cơ hội kiếm tiền. Ta chắc chắn không đi. Đừng thấy bàn tử nói vậy. Trong lòng lại đang đắn đo một cái gì khác. Lão đại, thiên phạt xâm lâm. Quá thật là một nơi không có cơ hội kiếm tiền. Nhưng mà ăn uống chi tiêu vẫn phải cần tiền. Nếu ta không ở lại chống đỡ nơi này thì ngươi phải làm thế nào? an toàn không đại biểu cho ăn cơm, có đúng không? Hay muốn đi cướp, cho dù cướp thì cướp ở đâu ra? Với câu trả lời của bạn tử, quân mặt tà không hề cảm thấy bất ngờ. Hắn thậm chí mơ hồ đoán được chân ý của bạn tử. Cảm tình của bạn tử đối với mình thật không thể nghi ngờ. Quân mặt tà không hề hoài nghi dụng tâm của bạn tử từ trước đến nay chưa hề. Đừng thấy bạn tử mê tiền chỉ cần quân mặt tà nói một tiếng cần tiền, bàn tử tuyệt đối có thể đem toàn bộ tài sản đưa ra, chỉ để lại cho hắn mỗi một cái nỗi khố thôi. Nhưng mà trên phương diện khác mà nói, bàn tử là một tên vô cùng thực dụng, hơn nữa còn là một tên tiểu phú, thích yên ổn tiêu chuẩn. Mặc dù đòi hỏi của hắn, tuyệt đối không thể gọi là tiểu phú mà phải là cử phú tiêu chuẩn. Quân mặt tà tôn trọng nhất chính là tùy tâm sử dụng ân quán phân minh. Hơn nữa cái tên gia quả này còn lười chết cha chết mẹ luôn. Quân mặt tà lúc trước từng đưa cho hắn một bộ công pháp để hắn tập theo. Nhưng mà trừ quân mặt tà vì hắn mà thi triển một lần ra, chưa hề luyện qua. Nếu để cái tên bàn tử này theo mình vào thiên phạt xâm lâm, đó không phải là đoạt đi thú vui duy nhất cả đời khoáng sao. Mình có thể giúp cho huynh đệ thu thập tàn cuộc, nhưng mà không thể thay hắn chọn một con đường để đi. Nếu như cố gắng chọn thay hắn, vô luận lập trường như thế nào cũng sẽ vượt quá khuôn phép. Nguyên nhân không có gì ngoài chuyện mỗi người ai cũng theo đuổi một thứ khác nhau, hoặc dinh hòa phú quý, hoặc là quyền thế, thao túng hết thảy, hoặc là hoàng quyền. Quân mặt tà yên lặng một chút mới nói, ai cũng có chí hướng riêng, nếu ngươi đã quyết định như vậy, ta không miễn cưỡng, đợi lát nữa, ta trưng cầu ý kiến đợi một lát nữa ta trưng cầu ý kiến của Tống Thương và Hải Trầm Phong. Nếu bọn họ đồng ý thì để họ lại giúp ngươi. Có hai đại cầu thủ ở đây, ngươi tại Thiên Hương Thành, thậm chí trên toàn đại lục này không có chịu thiệt thòi quá lớn. Đường Nguyên con mắt sáng lên nhưng mà lại không lên tiếng đáp ứng. Hải Trầm Phong và Tống Thương hai người trước mắt đều đã đạt tới đẳng cấp chí tôn chi thượng. Có hai vị cao thủ như vậy tỏa trấn, tin rằng tuyệt đại đa số sự tình thuận lợi hơn rất nhiều. Mà hai người này sớm đã được quân mặt tà an bài ở lại làm cơ sở ngầm. Bất quá, câu này quân mặt tà không phải nói cho Đường Nguyên nghe, mà là nói cho Lý Du Nhiên nghe. Lý Du Nhiên cười một lát nói, Tạm thiếu, an tâm đi, Lý Du Nhiên ta mặc dù không phải là loại tốt đẹp gì, nhưng mà dạng hạnh chính là ta làm việc gì trong lòng cũng đều có tính toán trước. Quân Mạc Tà ý vị thâm trường cười cười nói, nói hay lắm trong lòng đã có tính toán trước đây cũng chính là nguyên nhân ta không giết người hắn dừng một chút nói việc của ngươi chúng ta sẽ nói với cha con bình đẳng dương tin rằng phụ tử của họ không bỏ qua đại tài như là lý công tử ngươi lý du nhiên tinh thần chấn động nghiêm mặt nói vậy đa tạ đúng rồi tạm thiếu nếu thật sự ngươi ẩn cư ở thiên phạt xâm lâm Người ngoài tự nhiên không thể đi vào, nhưng mà quyền thú ở bên trong thiên phạt xâm lâm, mặc dù không thể sử dụng, thế còn dược liệu quý hiếm. ô trà, quý tộc đường của chúng ta vẫn phải tiếp tục khai thác, kiếm chát được bao nhiêu vẫn cứ theo luật cũ, người chính ta một. Nếu như phương án của hắn nghĩ ra được quân mặt tà tán thành, như vậy thiên phạt xâm lâm từ nay sẽ trở thành cái tụ bảo bồn của riêng một mình bàn tử ta đây. Đây chính là lũng đoạn trực tiếp tuyệt không nghi ngờ. Quân mặt tà cười nói, Được, việc này ngươi không cần lo, yên tâm đi, ta sớm đã tính toán rồi, tỷ lệ không thay đổi, ta chính ngươi một. Ta sáu thì ngươi ba, dương mặt một, như vậy càng tốt hơn. Bằng không, ngươi toàn là ăn thịt, hoàn thất đến canh cũng chẳng có mà húp nữa. Đương Nguyên vô cùng đại hỷ, mặt của Lý Du Nhiên cũng nhịn không được mà lộ vẻ ngưỡng mộ, sau đó là vẻ cuồng hỷ, đây chính là một miếng bánh cự đại cho dù thiên hương hoạt thất chỉ có một phần cũng đã là cực kỳ hậu hĩnh rồi tuyệt đối có thể khiến cho lực lượng quốc gia vượt xa mấy nước khác nếu mà lợi dụng tốt thậm chí có thể thống nhất thành một quốc gia duy nhất trên đại lục đến lúc đó lý du nhiên hắn càng có nhiều không gian để mà đại triển quyền cước bất quản là nam chinh bắc phạt hay là việc quốc nội đều có thể thuận lợi tiến hành lưu danh sử sách là việc chắc chắn. Xem ra sau này vô luận là thế nào cũng phải thiết lập một cái quan hệ tốt với tên mập này mới được. Đây chính là thần tài danh phù kỳ thật rồi, Lý Du Nhiên âm thầm suy nghĩ, ánh mắt của hắn nhìn bàn tử lập tức trở nên thân thiết. Chương 806: Công chúa. Được rồi, ta thật sự phải đi rồi, hai người các ngươi có thể bàn mấy việc khác đi quân mặt tà mỉm cười nhìn lý du nhiên trước khi tạm biệt nói với ngươi một câu thật lòng ta từ đầu không hề có ý định giết ngươi nếu không tuyệt đối không có đưa ngươi tới đây ta biết huống hồ ta từ trước đến nay không phải là người ưa mạo hiểm đâu lý du nhiên cười cảm kích thấp giọng nói mặc dù sau này tin rằng ngươi cũng không có việc gì cần dùng đến ta nhưng mà ta vẫn muốn nói một câu nếu cần lý du nhiên cũng tận hết sức lực vì những lời nói hôm nay. Quân mặt tà ha hả cười lớn, chuyển thân hình rời đi. Sau lưng, truyền là một câu nói cay đắng của Lý Du Nhiên. Tam thiếu nhất định phải bảo trọng. Thanh năm nghẹn ngào của đường nguyên gian lên. Tam thiếu, nếu ta nhớ ngươi, ta muốn vào thiên phạt xâm lâm tìm ngươi, ngươi ngàn dạng lần không thể để cho đám hổ ở trong đó ăn thịt ta đó. Lúc này, trên đường lớn, đang trong tình trạng giới nghiêm, binh sĩ phân thành từng độ chính tề đi tuần tra qua lại. Quân mặt tà chậm chậm đi trên đường, lại không có ai dám tới thẩm tra hắn. Đợi đến lúc hắn về tới nhà, bỗng nhiên phát hiện toàn bộ nhà của Bình Đảng Dương đã ở trong quân phủ chờ hắn. Cả nhà thiên hương hoàng đế Dương Hoài Vũ chỉ trong ba ngày đã chết sạch sẽ. Trước mắt, quyết thống hoàng tộc chỉ còn lại phụ tử hai người của Bình Đảng Dương và Ninh Mộng Công Chúa nước không thể một ngày không có vua linh mộng công chúa dù sao cũng là nữ nhân cho nên việc bình đẳng dương chấp trưởng quyền chính lên ngôi bảo tọa lại là việc thuận lý thành chương căn bản không ai dám phản đối lại nói bốn người nhà hoàng đế là tự tàn sát mà chết càng không ai dám dị nghị quân mặt tà dặn dò phụ tử của bình đẳng dương vài câu nhất là chú trọng nhắc tới độc cô gia đường gia lý du nhiên phụ tử Dương Hoài Nông nhìn quân mặt tà, ánh mắt như gặp phải thần tiên. Đối với lời dặn dò quán, tự nhiên nhận lời ngay. Tính ra, thiên hương quốc hiện tại cũng giống như một siêu cấp thế gia ở đằng sau chống lưng. Hơn nữa, còn có đệ nhất khung địa thiên phạt xâm lâm, cho dù không có thực sự là diện trợ, nhưng mà có lợi ích dư luận lớn đến mức nào đấy. Phụ tử của Dương Hoài Nông sao có thể, sao mà dám chống lại lời dặn dò của quân mặt tà càng khỏi nói song phương vốn quan hệ cực kỳ chặt chẽ thái tử dương mặt hình như còn là tam trưởng quỷ của quý tộc đường ngoài việc này ra quân gia và phong tuyết ngân thành cơ bản xác lập quan hệ thân mật ngoài việc này ra quân gia và phong tuyết ngân thành cơ bản xác lập quan hệ thân nhân mà thịnh bảo đường của phong tuyết ngân thành ở thiên hương thành tự nhiên cũng biến thành một trợ lực lớn cho thiên hương đế quốc bất quá Trước mắt công việc bận rộn, cho nên sau khi mà hàng nguyên một lúc, quân mặt tà trực tiếp ra lệnh tiện khách. Cho dù là phụ tử hoàng đế cũng phải dỗ dạ cáo từ quân mặt tà lệnh cho người trong nhà, mau chóng thu xếp việc rời khỏi. Sau đó liền tới tiểu diện của mình, hắn có một việc nữa cần phải làm, đó là cứu tỉnh Linh Mộng Công Chúa. Trong phòng ngủ, Linh Mộng Công Chúa vẫn nằm yên trên giường, dưới bàn tay kỳ diệu của quân mặt tà nàng trong thời gian ngắn khôi phục rất nhanh. Ngoại thương lúc trước cơ bản đã không còn phải lo lắng. Chỉ còn lại vết thương xương đầu gối mà máu bầm ở bên trong não là chưa tan mà thôi. Linh mộng công chúa lúc này trở thành củ khoai lang nóng nhất trong tay quân mặt tạ. Trước tiên, cha mẹ trở mặt thành thù, mẫu thân chết trong tay của phụ thân. Dạ thúc thúc, thân cận nhất cũng vì thế mà đi theo. Bây giờ, thân nhân duy nhất còn lại, phụ hoàng và ba thân huynh của nàng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã tự tàn sát chết hết không còn một ai. Vị thiên chi kiều nữ năm xưa bây giờ trở thành một cô gái đáng thương nhất, đã triệt để không còn người thân. Cả nhà của hoàng đế mặc dù không phải là do quân mặt tà tự tay giết chết, nhưng mà chung quy không ai là không chết dưới kế quân mặt tà. Nếu nói tới giải pháp đơn giản nhất, chi bằng một phát đánh chết Linh Mộng để cho nàng mộng nhập hoàn tuyền tránh khỏi chịu gian nan. Nhưng mà nhớ tới lời dặn của Hoàng hậu Mộ Dung Tú Tú trước lúc lâm chung, kỳ vọng cuối cùng của già dạ cô Hàng trước khi từ trần. Biện pháp đơn giản nhất lại biến thành lựa chọn không có khả năng, nhưng mà nếu cứ tiếp tục thế này cũng không phải là tốt. Rốt cuộc là đi con đường nào, cứ để nàng ta tự mình lựa chọn. Quân mặt tà nhìn linh mộng công chúa đang bất tỉnh trên giường, vẫn quyết định làm vậy. Vừa nghĩ, khẽ đặt tay lên đỉnh đầu của linh mộng công chúa, hơi thu động linh lực, một luồng linh khí màu tím mơ hồ từ trong tay quân mặt tà phát ra, nhảy mắt nhập vào đầu của linh mộng công chúa, tiến vào huyết mạch của nàng ta, từ từ làm tan máu bầm trong não. Dưới sự khống chế cực kỳ tinh vi của quân mặt tà, hết thảy đều trở nên thành thạo gọn gàng. Linh mộng công chúa chỉ cảm thấy tự mình giống như đang gặp phải một cơn ác mộng dài trong đau đớn hôm nay cuối cùng cũng đã tỉnh mộng, thông thả mở mặt ra, ánh sáng trong phòng truyền tới làm mắt cảm thấy đau đớn. Đây, đây là nơi nào? Ngươi là Linh Mộng Công Chúa mơ mơ hồ hồ nhìn quân mặt tà đột nhiên mở to. Quân mặt tà, mẫu thân của ta đâu? Mẫu thân giả dạ, giả dạ, thuốc thuốc đâu? Họ, họ vẫn còn khỏe chứ, giờ họ đang ở đâu? Nói xong, nàng đột nhiên ngồi dậy, động tới vết thương trên đầu gối, lập tức đau đớn vô cùng. Công chúa, mẫu thân nàng và dạ thúc thúc của nàng, hai người bọn họ sớm đã từ trần rồi, mồ yên mã đẹp. Cái gì? Mồ yên? Linh mộng công chúa ngỡ ngàng nhắc mãi câu này. Mẫu thân, biểu thúc thúc, các, các người ác lắm, sao có thể dứt bỏ con mà đi chứ? Nói được nửa câu, nước mắt của nàng không nhịn được mà tuôn rơi, đột nhiên không kịp thở, trực tiếp ngã xuống. Không biết nói cái gì đây, quân đại thiếu, xung phong làm nhân viên cứu quả, lại truyền linh khí. Linh mộng công chúa cuối cùng tỉnh lại, nằm trên đùi quân mặt tà khóc lớn, một lúc lâu sau mới cất giọng khàn khàn nói. Hung thủ, có phải là ông ấy không? Quân mặt tà lặng lặng gật đầu thấp giọng nói. Đúng vậy, toàn thân của linh mộng công chúa trung lên mắt lộ ra sự tuyệt vọng từ đáy lòng lẩm bẩm nói là ông ấy thật sự là ông ấy vấn đề này nàng không cần phải suy nghĩ nữa quân mặt tà hít dài một hơi nói thù này đã được báo rồi hung thủ và ba nhi tử của hắn đều chết cả rồi linh mộng công chúa từ người ra nàng hiện tại giống như là một kẻ phụ họa quân mặt tà nói một câu nàng liền lẩm bẩm nhắc lại một câu. Lúc lâu sau mới nghĩ thông, cái gọi là hung thủ và ba nhi tử không phải là phụ thân và ba ca ca của mình sao? Chết rồi. Họ, họ chết như thế nào? Nàng từ từ tỉnh táo lại, biết rằng quân mặt tà tuyệt đối không có nói đùa. Tóm lại, chết như thế này. Mấy ngày trước, nhị hoàng tử dương đáng đột nhiên làm loạn giết chết đại hoàng tử, sau đó tạo phản quân mặt tà, lời lẽ giảng dị, ý sâu xa, cuối cùng kể lại toàn bộ câu chuyện. Nhìn Linh Mộng Công Chúa, nghe tới mức hai con mắt nhìn đầm đầm. Đương nhiên, việc này có nhân tố phe tà trong đó là ta xúi dục nhị hoàng tử tạo phản. Toàn bộ việc này cũng có thể nói là do quân mặt tà ta tà một tay tạo nên. Ánh mắt của Linh Mộng Công Chúa dần dần trở nên khiếp sợ, thậm chí quên cả khóc lóc. Kinh hải nhìn hắn không phát ra tiếng nào. Cho nên, phụ thân của nàng và ba vị hoàng tử có thể nói đều chết dưới sự bố trí của ta, không khác gì bị chính ta hạ thủ. Quân mặt ta cuối cùng nói xong, thản nhiên nhìn Linh Mộng Công Chúa. Bây giờ, toàn bộ gia tộc của nàng trừ nàng ra, không còn ai sống sót. Chương 807 Tích Biệt Nhìn Linh Mộng Công Chúa đờ đẫn nhìn mình, tựa hồ hoàn toàn không nghe thấy gì. Quân mặt tà thở dài một hơi, dứt khoát giải thích từ đầu tới cuối. Linh mộng công chúa cuối cùng cũng đã nghe ra thống khổ nhắm mắt, hai dòng nước mắt chạy xuống. Nhìn linh mộng công chúa, quân mặt tà trong lòng không khỏi trở nên thổn thức. Người trước mặt chính là hoàng gia công chúa duy nhất còn sót lại, thiên chi kiều nữ. Từ nhỏ tới lớn, trừ mẫu thân và già cô hàng ra, không ai cho nàng một chút ấm áp tình thân khó khăn lắm mới khôn lớn thành người công chúa của một nước không ngờ trở thành một cô nhi bây giờ đưa mắt nhìn khắp thế gian không có lấy nổi một người thân không nhà không cửa trừ quân mặt tà trước mặt ra nàng chỉ sợ không có thể nương tựa vào ai quân mặt tà từ góc độ nào đó mà nói lại chính là kẻ thù giết cha nàng thấy sự lạ thường không ngờ đến mức này cái loại biến cố này đồng loạt phát sinh trên cùng một người. Quân mặt tà suy nghĩ một lúc rồi mới lại nói tiếp. Dạ cô Hàng trước khi chết cũng bảo ta chiếu cố nàng thật tốt. Câu nói này quân mặt tà nói ra có một chút khó khăn, thậm chí xấu hổ. Giết phụ thân ca ca của người ta, sau đó còn đòi, sau đó còn đòi chiếu cố người ta. Nhưng quân mặt tà không thể không nói. Hắn không muốn đối mặt với Linh Mộng Công Chúa Tư vị loại này không chỉ riêng linh mộng công chúa cảm thấy khó chịu, hắn cũng không thể chịu nổi. Nhưng đây là giao phó của bộ dung tú tú và dạ cô hạng trước khi lâm chung. Nếu linh mộng công chúa chọn rời khỏi, quân mặt tà tự nhiên vì nàng mà thu xếp tất cả. Nhưng nếu nàng chọn ở lại, quân mặt tà cũng sẽ không phản đối. Nàng đối với quân mặt tà từ chán ghét cho tới hiếu kỵ, sau đó tới bội phục lại còn có cảm kích thanh phi đao cứu mạng thần bí kia từ từ chuyển thành tình yêu nam nữ từ cái thứ gì cũng có tới không có bất cứ thứ gì thời gian quá ngắn vì trước khi mẫu thân chết nàng còn sở hữu tất cả linh mộng nàng nghe ta nói nàng phải phấn chấn lên hoặc ta không nên nói vào lúc này nhưng mà thời gian thật sự rất cấp bách ta hy vọng nàng có thể mau chóng lựa chọn bởi vì một vài lý do trời sáng quân gia của chúng ta phải rời khỏi thiên hương thành đi tới thiên phạt xâm lâm từ giờ vĩnh viễn cách xa hồng trần tục thế rồi quân mặt tà nói nếu nàng không quan bài nào khác có thể chọn đi theo chúng ta nếu nàng muốn ở lại ta có thể nói với bình đẳng dương một tiếng để mà họ chiếu cố nàng thật tốt bình đẳng dương là người trung hậu ông ta tất nhiên sẽ đối tốt với nàng quân mặt tà từ từ đem việc quân gia sắp phải đối mặt đơn giản kể ra, khẽ nói. Ta chỉ có thể cho nàng nửa buổi tối để mà suy nghĩ, xin lỗi. Ta, linh mộng công chúa, bỗng nhiên đỏ mặt nhưng lại kiên quyết. Quân mặt ta, ta thật sự không muốn lưu lại nơi hồng trần đầy hung hiểm này nữa. Chân thành hy vọng có thể đi tìm một nơi ít người, nơi đó không ai nhận ra ta, yên ổn mà sống qua ngày. Quân mặt ta nhếch miệng, nơi ít người không phải là thiên phạt xâm lâm sao? Quả nhiên, ý trời. Lại còn muốn ông đây không hiểu nhầm, không làm phiền ông, lừa quỷ hả? Trên mặt lộ ra một vẻ ăn ý, hai tay vỗ một cái. May mắn, quả là ý trời, thiên phạt xâm lâm vừa đúng với yêu cầu của nàng. Xin nàng đừng có hiểu nhầm, ta không phải có ý với nàng. Đó quả là xảo hợp, đúng không? Đúng, chúng ta cũng theo nhu cầu mà thôi. Linh Mộng công chúa nói, nếu mà sáng sớm mai phải đi, vậy ta muốn tới thắp hương cho mẫu thân, già già thúc thúc, sau này chỉ sợ không còn cơ hội. Quân mặt Tà thở vào một hơi nói, không thành vấn đề, ta lập tức thu xếp cho nàng, sắp khuya rồi. Rạng sáng, trước cửa quân gia đại trạch, toàn bộ đại thần của thiên hương đế quốc, dưới sự dẫn dắt của tân nhiệm hoàng đế Dương Hoài Nông, nhất tề tụ tập ở đây, tiễn chân cả nhà của quân gia toàn bộ thành viên của độc cô thế gia cũng tập hợp ở đây. Độc cô tung hoành lão gia tử, đứng thẳng kéo theo lão phu nhân. Độc cô vô địch, dẫn theo anh hùng hào kiệt trùng thượng tiền, bảy đứa con, ai ai cũng dễ mặt không nở, khỏe mắt, lão phu nhân đã đẫm nước mắt rồi. Một bên, Lý Du Nhiên và Đường Nguyên, một gầy, một béo, cứ thế mà tôn nhau lên. Hải Trầm Phong, Tống Thương, hai đại cao thủ, đứng phía sau lưng của Đường Nguyên, nhìn vào đại môn quân gia, vẻ mặt không nở. Quân gia đã chuẩn bị đầy đủ rồi, đại môn từ từ mở ra, quân chiến thiên, quân vô ý, quân mặt tà theo nhau đi ra. Chương 808 An Gia Thiên Phạt Sau một phen lưu luyến chia tay, vẫn là độc cô tuân hoành quá to. Đừng có làm bộ dáng sước mướt này nữa có được không vậy? Hả? Có tác dụng gì đâu. Đây không phải là sinh ly tử biệt muốn quay về liền có thể về thăm mà. Mau, đi đi, thời gian cấp bách như vậy, kẻ địch lúc nào cũng có thể tới. Các ngươi còn ở đây bần thần cái gì nữa? Mọi người cười hòa lên, quân mặt tà đứng thẳng, mặt đối với mọi người nói. Tất cả mọi người ở đây đều là bạn bè của quân gia. Quân gia ta lần này bị ép phải đi. Bất đắc dĩ, tin rằng sẽ có một ngày ắt phải trở lại. Các vị nếu có việc gì có thể để cho Phi ưng truyền thư thông báo, chỉ cần có thể giúp quân gia ta tuyệt không chối tự. Nói xong câu này, quân mặt tà chấp tay. Các vị bảo trọng, mọi người dội vàng đáp lễ, quân tam thiếu bảo trọng, quân lão gia tử bảo trọng, quân tam gia bảo trọng. Quân mặt tà cười ha hả, cuối cùng nhìn đường nguyên một cái cười lớn. Bạn tử, cái tên vào số một đại lục tương lai kia, ngươi cứ ngồi chờ phát tài đi. Quân chiến thiền, quân vô ý đồng thời chắp tay hướng về mọi người cáo từ. Theo tiếng hò hét, mấy ngàn quyền thú phi hành đều bay lên, hình thành một đội hình phi hành cự đại, dưới sự chỉ huy của quân mặt tà, bay vòng quanh thiên hương thành một vòng. Đột nhiên quay đầu, một đường nam tiến, khơi dậy, dòng tố ầm ầm trên đường đi. Trên bầu trời, độc cô tiểu nghệ, nước mắt rưng rưng, ngã vào lòng của đông phương dẫn tâm. Dòng tố cuối cùng cũng tan rồi cát bụi nổi lên bốn phía từ từ rơi xuống trên bầu trời sớm đã không còn hình bóng của quân gia phía đông một tia nắng chiếu rọi hào quang dạng trượng hoàng đế dương hoài nông về tới hoàng cung liền truyền một đạo thánh chỉ quân gia đại trạch từ bây giờ đổi thành quân thành phủ không ai có thể tự ý đi vào toàn bộ trang bị bên trong không ai có thể mang đi lại phái người quét dọn đúng giờ vô luận tới lúc nào cũng phải đảm bảo sạch sẽ tinh tường. Lại tìm một nơi khác, xây nên lăng mộ cho thiên hương quân hồn. Mấy người bạch y quân soái quân vô hối, thiên quyết chiến thần quân vô mộng đều được đúc tượng, lập bài dị, được trên dưới già trẻ toàn bộ thiên hương cung phụng. Ngoài ra, còn có mấy chục điều khoản nữa, cơ bản đều có liên quan tới quân gia. Quân gia, mặc dù bị ép phải rút lui, nhưng mà vinh quang ở thiên hương đế quốc đạt tới cực điểm cơ bản là tiền vô cổ nhân hơn nữa tuyệt đối hậu vô lai giả nói về thiên phạt xâm lâm công trình do đám người hùng khai sơn lần đầu tiên xây dựng trong thời gian này vẫn chưa từng đình chỉ thi công tiến độ có một chút nhanh chóng đã hoàn thành được gần một nửa tám quyền thú trâu bò không biết mệt này xây dựng mặc dù không có tinh xảo nhưng mà lại ăn ở chỗ tốc độ nhanh đồng thời tương đối kiên cố tránh phí mất một phen công phu của quân mặt tà. Sau khi mà tới thiên phạt xâm lâm, lúc mà ai ai cũng đang hiếu kỳ tham quan, quân đại thiếu gia bắt đầu kiếp cu ly của hắn, hết cách thủ lực của hắn xây dựng quả thực là quá thuận tiện. Quân đại thiếu ở trên một ngọn núi sau tòa nhà chúng thú đã xây dựng, trong một ngày đào đất tạo nên một cung điện lớn xa qua lộng lẫy lúc này vô số dạ minh châu hắn dơ vét từ trong đại điện của cửu ưu đệ nhất thiếu gia cuối cùng cũng có chỗ dùng rồi trước tiên là một con đường rộng rãi đủ để cho mười cổ xe ngựa đi ra đi vào từng cột đá to lớn được điêu khắc long phượng đứng sừng sững hai bên làm tường chịu lực chống đỡ cả một ngọn núi mắt rồng mắt phượng toàn dùng dạ minh châu mặc dù nói đây là một phương pháp xây dựng đơn giản nhất nhưng mà số lượng công việc đối với quân đại thiếu gia rất là nhiều quân đại thiếu làm một nửa mới ý thức được việc này ai cũng có thể làm được mà cuối cùng quân đại thiếu từ đây trở thành đốc công cũng coi như là giải phóng cả nhà quân du ý một phòng quân lão gia tử một mình một phòng đồng phương vấn tâm và chúng nữ cùng ở một phòng lớn nhất sau đó quân đại thiếu xây riêng một gian phòng riêng biệt cho mình đám người hùng khai sơn thấy quân gia bận rộn, lại thấy quân mặt tà xây được một cung điện hoành tráng, sau đó về hang ổ của mình, đột nhiên nhìn thứ gì cũng không vừa mắt. Nhà của người ta mới gọi là nhà chứ, còn nhà của mình ra cái thể thống gì? Trên lệch quá lớn luôn, trước kia không so sánh thì còn chưa cảm thấy. Hiện tại đã so sánh, nếu như quân gia ở gọi là phòng, thế cái nơi mình ở nhiều nhất cũng phải là liều tranh thôi chứ. Các vị thú dương sau khi mà tham quan nhà mới của quân gia ngầm thống nhất, chỉ là sau khi mà nhịn hai ngày mới lắp bắp đề xuất. Tỷ, tỷ phu, chúng ta đều là người một nhà rồi. Ngài xem có phải là chúng ta cũng có thể ở trong những căn phòng như vậy không? Chúng ta đều là thân anh em vợ mà. Quân mặt tà đảo cặp mắt, nhìn cái đám em vợ này biết làm sao được. Người ta đến chữ thân nó cũng mang ra nói rồi, còn gì nữa đâu, Đợi tới lúc tám vị em vợ cao hứng dọn về nhà mới, quân đại thiếu gia mệt đến nỗi không thể cử động được. Lại thấy hình như còn có hàng ngàn con mắt đang mở to nhìn cái đám em vợ của mình. Quân đại thiếu hữu khí vô lực tuyên bố, từ nay về sau chỉ có đạt tới đẳng cấp tôn giả mới có thể hưởng thụ đại ngộ như vậy. Chưa đạt đến thì cứ đi tu luyện. Đám người Hùng Khai Sơn coi như là ngoại lệ sao không thể chiếu theo cái lệ này nữa, tuyệt đối không thể. Đẳng cấp tôn giả, hình như cái đám bác đại thú dương Hùng Khai Sơn cũng còn chưa đạt tới đẳng cấp đó. Mặc dù họ bây giờ cương độ thân thể vượt qua đẳng cấp tôn giả, nhưng mà công lực thật sự vẫn chưa đạt đến. Các thú dương có mắt đỏ trừng trừng đi khỏi, nhìn nhà mới của đám người Hùng Khai Sơn, trong mắt ai cũng đầy vẻ ngưỡng mộ. Lại nói trong khoảng thời gian này, quân đại thiếu gia quá là vô cùng vất vả, ban ngày làm việc cực nhọc, tối phải nghiên cứu trận pháp. Cuối cùng, trong vòng gần một tháng, thành công bày bố một ngũ hành mê thiên trận. Quân đại thiếu gia bố trí trận pháp này ở ngoại nhi nhà quân gia. Khi mà trận pháp khởi động, cả ngọn núi bỗng chốc ẩn sâu trong một mảng sương trắng. Đưa tay không thấy được năm ngón, khiến cho chúng thú thiên phạt xâm lầm, tẩm tắc hèn. Hùng Khai Sơn lấy thân thử nghiệm, lắc mông chui vào trong thử một phát, chỉ thấy một trận sấm sét đùng đùng vang lên, sau đó Hùng Dương toàn thân phát ra một mùi thịt gấu nướng, tóc tai đen đúa toàn thân run rẩy, cũng còn may lực phòng ngự của thiên phạt thú dương kinh người, nếu không thực sự biến thành con gấu nướng rồi. Chương 809, trật tự mới của thiên phạt. Quân đại thiếu bên này đang ở trong trận cao mày suy nghĩ xem xét còn có sơ hở nào không nhưng mà không ngờ trận pháp vừa bố trí xong lại có kẻ xâm nhập vội tới ngăn lại nhưng mà vẫn chậm một bước tình hình của hùng dương dường như vô cùng thê thảm đại khái lực phòng ngự của quyền thú kinh người mà quân đại thiếu gia lại đình chỉ tương đối kịp thời nếu không vị hùng dương này có lẽ sẽ trở thành thiên phạt thú dương đầu tiên bị sấm sét nướng chính bên ngoài nhìn vào, sương trắng dày đặc, trắng hết tầm mắt. Tự nhiên là không thấy gì cả, nhưng mà bên trong lại là một cảnh tượng khác. Trời xanh mênh mông, vô lý vô dân, một phong cảnh rất đẹp. Còn ba mặt bên ngoài lại bị quân mặt ta trực tiếp dùng các trận pháp khác phong kính lại. Thêm lực lượng ngoại nhi của thiên phạt xâm lâm, có thể nói những như thành đồng, dạng vô nhất nhất. Về phần sở bộ tàn thiên phệ hồn sau khi mà an trí nội bộ tương đối ổn định quân mặt tà hạ lệ một tiếng tất cả ra khỏi thiên phạt tới địa điểm cũ của huyết hồn sơn trang dựng trại đóng quân nơi đây vốn là nơi quân mặt tà dùng để khuếch trương thế lực thiên hạ của tà quân bắt đầu từ ở đây quân mặt tà điên cuồng sử dụng một lực mạnh mẽ đem toàn bộ cây cối trên rặng núi này liên kết với thiên phạt xâm lâm trở thành căn cứ bí mật của mình chỉ thấy hàng loạt cây to trong đêm không ngừng sinh trưởng. Trời vừa sáng, rặng núi vốn không lớn lắm đã biến thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy. Trong một đêm, tính toán mấy ngàn mẫu sơn lĩnh, không còn phân chia hai bên với thiên phạt xâm lâm nữa. Ưng ừ, bác không, phong quyển dân, bách lý lạc dân, ở lại nơi này làm đại ca dẫn đầu. Bên ngoài tự nhiên cũng bị quân mặt tà bày một cái trận pháp thần bí, ẩn giấu tất cả lại đến bước này bố trí tất cả coi như là tạm thời hoàn thành. Vấn đề bảo vệ bản thân cuối cùng tương đối nắm chắc, quân mặt tà mới có thể thở phào một hơi. Hắn không ngờ tới dọn nhà phiền phức đến vậy chứ. Khi mà quay lại thiên phạt xâm lâm, vừa lúc nhìn thấy hạt trùng tiêu đang ở đây đấu trận lôi đình. Quả ra hạt dương từ sau khi có hành cung của mình, coi như trân bảo, mỗi ngày đều phải đi nhìn ngắm dài dòng. Xem như tản bộ vậy, nhưng mà hôm nay tức giận dạng phần khi phát hiện có một con tiểu thú gan to bằng trời dám ở ngoài hành cung của hạt dương đại tiện chứ. Mọi người quân gia cũng từ từ thích ứng với cuộc sống mới. Quân lão gia tử hàng ngày mang theo ghế con cần câu tới chỗ câu cá mà hưởng thụ, nhàn hạ luyện công. Cuộc sống của lão gia tử có thể nói phong phú vô cùng, thậm chí nỗi buồn xa quê trước kia đã biến mất 9 phần 10 rồi. Hết buồn rầu tâm cảnh tự nhiên rộng rãi, khiến cho tu di của bản thân cũng tịnh tiến không ít. Nói ra, trong thời gian này, lão gia tử được quân mật là biểu không ít đang dược, nhưng mà ràng buộc lão thật sự quá nhiều. Nào là quốc gia, gia đình, ai mà không biết mệt mỏi, dù có thần dược cũng khó mà có công hiệu. Quân đại thiếu tự nhiên không có quá chú trọng tới chiến lược của quân lão gia tử, cho dù sau này có chiến sự, cũng không để cho lão gia tử ra tay nhưng mà tu di thăng tiến lại còn có chỗ tốt khác. Chính là thọ mệnh tăng cao, lão gia tử chinh chiến nửa đời người, thương thế trên người không phải là chuyện nhỏ. Quân mặt tà giúp người gia gia trị liệu dài lần, nhưng mà nhân lực cũng có hạn, hiệu quả mặc dù rõ rệt, nhưng mà thủy chung không thể khiến cho lão gia tử hồi phục trạng thái tốt nhất. Còn vợ chồng quân du ý, ngược lại không có hạnh phúc vui sướng như quân mặt tà tưởng tượng. Nói cho cùng tinh thần trách nhiệm của cặp vợ chồng này quá lớn ngày nào cũng chấp tay tính toán lại có bao nhiêu cô nhi bị chuyển tới quyết hụt sơn trang bọn chúng sống như thế nào nhất là hàng yên giao đối với những hài tử đó lại càng thêm lo lắng nuôi dưỡng nhiều hài tử như vậy mà chỉ trong mấy ngày trên cơ bản có thể gọi tên từng đứa một hơn nữa ngày sinh của đại đa số cũng nhớ được còn đồng thời chỉnh lý ghi chép chuẩn bị chỉ phần tâm ý này đã khiến cho người ta kinh ngạc rồi còn có một việc khác khiến cho quân đại thiếu càng thêm vui vẻ sâu khổ ẩn giấu trong lòng của quân tam gia cuối cùng cũng đã tan biến sống lưng vốn đã thẳng nay còn thẳng hơn mà khuôn mặt khắc khổ kia của hàng yên giao lúc này cũng không còn nữa có nói là nét mặt phơi phới cũng không quả đáng giống như một câu nói sự mỹ lệ của nữ nhân đều xuất phát từ sự tưới tắm của nam nhân. Còn trong cung điện lớn nhất, do đông phương dấn tâm và chúng nữ chiếm cứ, ngày nào cũng gian lên tiếng lạch cạch, đó là phát minh của quân đại thiếu. Mạc chữa, từ lúc trò này mà ra đời, mấy nữ nhân mê chơi đến độ kinh khủng luôn, cứ rảnh rỗi là xứng xích vào nhau, thậm chí có lúc xà dương cũng vào là một gián. Quảng Thanh Hằng Độc Cô Tiểu Nghệ, Hàng Yên Mộng, Linh Mộng Công Chúa, Đông Phương Vấn Tâm, Xà Dương, sáu người này trở thành bản cờ bạc trung thành nhất. Trong đó, chơi giỏi nhất lại là Độc Cô Tiểu Nghệ. Nha đầu này về cái mặt này ngộ tính cực cao, sau này có thể nhắm mắt đánh bài luôn, đưa tay lấy bài, tuyệt đối không sai lầm nào cả. Cái tiếng tâm thân bài về sau cũng bị mọi người bài xích. Người nói người nhắm mắt thì nhắm mắt đi, dẫn số là còn đỏ tới vậy đánh bài ai cũng muốn ăn ai mà muốn mình thua sát dáng như thế này còn về linh mộng con chúa thân thể đã khỏe hơn tâm tình càng thấy thoải mái lại còn có độc cô tiểu nghệ bầu bạn khí sắc tự nhiên hôm sau tốt hơn hôm trước mà đông phương dấn tâm nhìn những nữ hài đứa nào cũng như hoa như ngọc vậy trong lòng sớm đã coi là nữ nhân của con mình rồi cũng chính là con dâu của mình đương nhiên càng thêm sủng ái trong thời gian rảnh rỗi, quân đại thiếu ngoài làm thợ xây ra còn có việc khác. Ngày nào cũng có một lượng lớn dược liệu được các thú dương đem tới đặt trước cửa nhà quân mặt tà. Không quản là có độc hay là không, hiếm có hay là không, tất cả chuyển tới đây. Quân mặt tà đương nhiên không biết hai chữ từ chối là cái gì. Một số dược liệu tương đối trân quý trực tiếp đem vào hồng quân tháp. Còn những cái thứ khác, hắn lại xây ra một cái giường thuốc rồi trồng ở đó mặc dù nói lúc trước được bảo tàng dạng năm của đệ nhất thiếu đáng tiếc những cái dược liệu đó quá quý hiếm tuổi và dược lực cũng quá mạnh toàn là loại mà nhìn thì có thể thèm rõ giải luôn căn bản không dám dùng tới hiện tại nếu mà sử dụng cơ bản là lãng phí của trời vấn đề thuận lợi đã giải quyết đoạt thiên chi chiến vẫn theo kế hoạch ban đầu mà tiến hành cho nên hiện tại hoàn toàn không có việc gì rồi dương dài vũ chân thở phào một hơi cuộc sống hôm nay thật là tốt đẹp biết bao chương 810 luyện đan tuyết yên triệt ngộ nói đến chuyện thú dương tặng thuốc lần kinh khủng nhất trình ra một lần quân mặt tà mở cửa ra liền thấy hồ liệt địa hi ha hi hục khiên vào một vật rất là lớn lúc kéo vào cũng phải kéo dài hơn mấy trượng trên đầu là những sợi râu lắc lư ngoài ra thì nổi cục xù xì to bằng cái đầu người xem bộ dáng cũng phải nặng chừng ngàn cân Quấn mặt tà vừa nhìn không khỏi giật mình hoảng sợ cái vật nọ không ngờ chính là một gốc hà thủ ô siêu lớn khoảng chừng vài ngàn năm tuổi thì ra khi mà hổ dương lung phiên đi tuần tra phát hiện được cái gốc cây này dường như chính là dược liệu như tỷ phu thường kể vì vậy hắn đã phát động hơn mấy trăm quyền thú hành động cơ hồ đào mòn cả một ngọn núi mới nhổ được cái gốc cây còn nguyên vẹn sau đó liền lập tức đi dân bảo vật. Đây cũng là do hồ liệt địa vừa mới đột phá, nếu là một người bình thường thật sự không thể nào mà khiên nổ cái vật này. Nói đến cái loại dược liệu hà thủ ô này rất là khác biệt so với những dược liệu khác. Hầu hết dược liệu coi như trân quý đến mức này, nhưng mà khi linh dược vượt quá ngàn năm cũng sẽ quá thành tro bụi linh khí bên trong sẽ quay về trong trời đất duy chỉ có hà thủ ô không có bị giới hạn bởi năm tuổi cho dù có già đến mức nào linh khí bên trong cũng sẽ không quay về trời đất việc đầu tiên quân mặt tà dội vàng đem bảo bối khổng lồ này thu vào trong hồng quân tháp chúng thú dương đều có cùng ra sức có chung tâm tư tỷ phu ngài hãy nhanh chóng luyện đan đi mà chúng ta đang chờ tăng cường thực lực có thực lực rồi sẽ có thể sang bằng thánh địa luôn làm cho người khác chướng mắt báo thù cho đại tỷ quân mặt tà lập tức vào việc rốt cuộc cũng đã bố trí hoàn hảo những trận pháp cố gắng hoàn thành nhiệm vụ luyện đan trong 7 ngày thực lực đây mới thực sự là vấn đề quan trọng ngoài nạn bên ngoài còn có mối lo bên trong quân mặt tà cũng không quên ở trong thiên phạt xâm lâm có một phiến sương mù dây quanh quyển phủ là nơi phong ấn của một vị đại năng thông thiên triệt địa, cửu ưu thập tứ thiếu. Nhắc tới cửu ưu thập tứ thiếu, quân mặt tà cảm giác rằng dường như cái thế gian không có tên điên thì sẽ yên ổn hơn một chút. Hơn nữa, người trong quyển phủ cũng có khả năng tiến vào thiên phạt. Một pháo đài an toàn cũng không nhất định tuyệt đối an toàn. Điều này hết sức rõ ràng. Là địch hay là bạn cũng không rõ, cho nên quân mặt tà luôn cảnh giác Phong ngừa dạng nhất, nếu không phải là người nhà của mình, quân Mạc Tà sẽ không bao giờ buông lỏng tinh thần cảnh giác. Qua hai buổi tối liên tiếp, quân Mạc Tà xuất ra mười mấy lần một lượng lớn thông vô đan, tụ nguyên đan, thiên nguyên đan, ba loại đan dược quan trọng, mỗi loại luyện chế ra không ít hơn 2.000 viên. Từ sau khi mình lên được trong kinh mạch thuế biến thành màu tím, hiệu suất luyện đan của quân Đại Thiếu tăng lên một khoảng lớn, tăng trưởng không chỉ gấp đôi. Ngày xưa khi mà luyện ba loại đan dược này, loay quay cả đêm, nhiều lắm chỉ xuất ra được có vài ba lò đan thôi. Đôi khi còn phải chấp nhận tỷ lệ thất bại. Nhưng bây giờ, một canh giờ có thể xuất ra 3 đến 4. Hơn nữa, cái hiệu suất thành đan lại càng tăng cao chót chót. Lúc này, quân mặt tà mới cảm giác được cái chỗ tốt chân chính của linh khí màu tím không chỉ bền bỉ hơn so với linh khí màu trắng mấy chục lần. Hơn nữa, khi phối hợp cùng với hỗn độn quả, tạo quá lô, thật sự có cảm giác thân mật kháng khích. Tựa hồ, ba cái thứ này, nguyên bản chính là người một nhà vậy. Điều này khiến quân mặt tà mơ hồ cảm giác được, càng ngày mình càng hiểu rõ sự thật. Cứ như thế, qua hai ngày, hai đêm, không ăn, không ngủ, quân mặt tà mới kết thúc quá trình lao động chuyên nghiệp của mình. Người của hắn nhũng cả ra, xương cốt kêu lách cách, lúc này mới ra ngoài hít thở một hơi không khí. Hắn vốn định để cho Mai Tuyết Yên tu luyện bên cạnh mình trong lúc luyện đàn, nhưng Mai Tuyết Yên chỉ vừa mới đạt được cảnh giới khai thiên tạo quá công để nhất tầng, còn xa mới đủ tiêu chuẩn đi vào tầng thứ tư của Hồng Quân Tháp. Quân đại thiếu bất đắc dĩ đành bỏ qua. Bất quá khi quân mặt tà ra ngoài liên dọa cho quán sợ may tuyết yên bây giờ mặc dù chưa thể đột phá khai thiên tạo quá công nhưng mà theo cái đà tu luyện không ngừng hút vào cơ thể một lượng lớn linh khí như vậy đã nhảy lên hàng ngũ thất cấp quyền thú rồi điều này làm cho quân đại thiếu có một chút mất cân bằng cái quái gì vậy nàng là kiểu người gì à, à không đúng nàng là loại thú gì chính xác là cầm thú ngay cả bổn thiếu gia không thể tu luyện nhanh như vậy chỉ mới có mấy ngày thôi mà quân đại thiếu quên mất một điểm trọng yếu. Hắn đương nhiên vào giờ phút nào cũng luyện công để mà tăng cường tu vi. Nhưng mà khi hắn ra bên ngoài, linh khí cực kỳ thưa thớt. Mà thời gian quán ở ngoại giới kém xa so với thời gian hắn ở trong hồng quân tháp. Mai Tuyết Yên thì lại bế quan tỏa cản, trực tiếp tu luyện ngay trong hồng quân tháp. Vô luận là ăn uống hay là ngủ nghỉ cũng đều được bao trùm bởi linh khí trong hồng quân tháp. Dưới điều kiện như vậy, tốc độ tu luyện không mau mới là chuyện lạ mai thước yên tu luyện với tốc độ nhanh như cầm thú còn quân đại thiếu của chúng ta không bằng cầm thú nhìn thấy quân mặt tà mai thước yên vô cùng vui vẻ hiển nhiên nàng còn có một chút hài lòng thành quả tu luyện của mình trong khoảng thời gian qua mặc dù bây giờ nàng thân cận với quân mặt tà nhưng mà trong lòng của nàng ít nhiều không thể tiếp thu được nhưng lúc này mai thước yên không tận lực tránh ra để cho quân mặt tà ôm mình vào lòng. Lòng ngực này chỉ khi mất đi mới thật sự cảm thấy hối tiếc bản thân của mình khát vọng sự ấm áp này như thế nào. Cũng chỉ nằm trong lòng ngực của hắn, Mai Tuyết Yên có cảm giác được vô luận thế nào mình cũng có thể chịu theo. Trong thời khắc không có bị ràng buộc này, mình chỉ thầm nghĩ muốn làm bạn đồng hành cả đời của hắn, cùng hắn ngày xem mặt trời mọc, đêm ngồi hỏng gió mùa xuân thưởng thức qua, mùa hè xem sắm sét, mùa thu ngắm trăng, mùa đông thưởng tuyết. Hay là cùng hắn ở trong một căn phòng làm bằng tuyết, ôm chặt nhau mà ngủ, chỉ cần có nhau, cho dù là băng tuyết cũng trở nên ôn nhu, ấm áp, ấm áp cho đến tận trái tim. Trong thời khắc bị cuốn mặt tà ôm vào lòng, Mai Tuyết Yên cảm thấy bản thân của mình đang rung rẩy, linh hồn đang rạo rực hạnh phúc. Mai Tuyết Yên cảm nhận được rất rõ ràng. Mình không có muốn rời xa lòng ngực của hắn, không cần bất cứ ràng buộc nào. Vô luận biến thành hình dáng gì, ta cũng là tuyết yên xinh đẹp nhất của hắn. Hồng nhan đẹp nhất của hắn, người yêu của hắn, vô luận, thân thể hay là nguyên hình. Đã như vậy, ta còn quan tâm nhiều làm gì? Quân mặt tà mừng rỡ, cùng ở trong hồng quân tháp, hắn có thể cảm nhận được Mai Tuyết Yên đã đạt được một cảnh giới thấu triệt hết thảy có thể buông bỏ được hết thảy rồi. Nhà đầu này tâm cảnh đã có đột phá rất lớn, tự mình mở được ổ khóa tâm hồn của bản thân. Điều này thật sự làm cho người khác vui mừng. Hắn lặng lặng ôm nàng, hai người không có nói với nhau câu nào. Mặc dù không có nói một câu, nhưng mà lúc này đây im lặng còn quý giá hơn ngàn lời muốn nói. Chương 811 Tam Vấn Thương Khung một lúc sau, quân mặt tà thỏa mãn lên tiếng. Tuyết Yên, nàng có biết không? Từ lúc nàng bị thương, mặc dù ta không thể hiện gì ở bên ngoài, nhưng mà trái tim của ta chưa bao giờ bình yên, lúc nào cũng khắc khoải lo lắng. Nhưng mà hôm nay, khi mà ôm nàng vào lòng, ta mới cảm thấy được thật sự an tâm. Tiểu yêu tinh nhà ngươi làm cho ta lo lắng đến đứt ruột đứt gan, quả thật là hành hạ người khác mà. Đôi mắt thông minh, to tròn của Mai Tiếu Kiên chớp chớp, liếc nhìn khuôn mặt quân mặt tà rồi lại co mình, ép sát trong lòng ngực của hắn, lắng lặng áp lỗ tai trên ngực của hắn, lắng nghe từng tiếng trống ngực quen thuộc. Không được, tiểu yêu tinh nhà ngươi còn muốn hấp dẫn ta sao? Ta đã quyết định rồi, cho dù tương lai ngươi đã hồi phục, nhưng cứ một khoảng thời gian, ngươi phải biến về hình dáng bây giờ cho ta ôm một cái. Ta rất thích cái loại cảm giác này, thật sự rất hạnh phúc quân đại thiếu cực kỳ thỏa mãn thở dài sau khi người ta khôi phục xong ngươi vẫn muốn ta biến về cái hình dạng này sao <laughs> như vậy làm sao ta có thể gặp người khác nhưng mà ngươi nói cũng không sai chỉ hy vọng lúc đó ngươi không hối hận nha mai tuyết yên nằm trong lòng hắn khẽ hừ nhẹ đôi mắt tinh nghịch khẽ trừng hắn quân đại thiếu không ngờ rằng chỉ vì một câu nói hôm nay sau này đã dẫn đến vô cùng phiền toái cho bản thân. Sau một thời gian, hai người thành thân, mỗi lần quân mặt tà muốn thân thiết, hắn đều phát hiện tuyệt sắc giai nhân đang nằm trong lòng của mình chuẩn bị dương cung bạc kiếm, cưỡi ngựa cầm thương, rong rủi xa trường, đột nhiên biến. Hả? Có thể tưởng tượng mỗi khi đến lúc đó, quân đại thiếu khóc không ra nước mắt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Mai Tuyết Yên đột nhiên nhảy xuống đất, nhân tiện ngay trên linh mạch hằng ngày mình luyện công cùng nghỉ ngơi móng vuốt nhỏ nhắn tinh tế dung lên nhanh như gió vô cùng tự nhiên nhìn như rồng bay phượng múa xoẹt xoẹt đang dần hình thành thì ra chính là ba dòng chữ nhưng mà quân mặt ta cảm nhận được đây không phải là chữ ít nhất đây cũng không phải là những dòng chữ bình thường mà chiêu thức cao thâm bởi vì sát phạt chi khí trên này đậm đặc đến cực điểm hỏi tranh quyền đoạt lợi khi nào chấm dứt hận thánh địa vô tình một nguyện hỏi chúng sinh dùng hồng trần tẩy rửa thiên hạ hỏi phong ba can qua bao giờ chấm dứt hận thiên phạt vô tình hai nguyện hỏi đất này phân rõ càng khôn hỏi trời đất xa xưa khi nào mới tận hận nhân thế kéo dài ba nguyện hỏi trời cao mối tình này tuyên cổ dược luân hồi. Quân mặt tà cẩn thận nhìn ba câu này bỗng dưng ngộ ra vài điều. Câu hỏi thứ nhất, nói về người trong tam đại thánh địa, Mai Tuyết Yên hoàn toàn thấu triệt biểu lộ nguyện vọng là muốn chấn chỉnh càng khôn. Hơn nữa, mỗi một nét bút đại biểu cho mỗi phương vị ở trong chiêu thức, hơn nữa biến hóa vô cùng, quy lực khả quan. Câu thứ hai, nói về cuộc chiến đoạt thiên, đây cũng chính là một tâm nguyện, một quyết tâm, quyết tâm mãnh liệt, thể hiện nguyện vọng muốn mang lại một thế giới thanh bình cho nhân gian. Đây cũng là một chiêu. Câu thứ ba, nói về tình cảm, hơn nữa đối tượng là chính mình. Tình cảm vô cùng sâu đậm, mỗi nét bút viết ra đều viên mãn bao dung, lộ ra một ý chí kiên quyết, đời đời kiếp kiếp không thay đổi. Hướng ông trời hướng nguyện, tình này tuyên cổ dược luân hồi lợi hại thật sự là lợi hại ánh mắt quân mặt tà rất sắc sảo đương nhiên nhìn ra được sự lợi hại trong ba chiêu thức đó nhưng mà những biến hóa phức tạp ở trong đó thật sự có thể tưởng tượng được xem ra nhiều năm qua trách nhiệm về tam đại thánh địa cùng với cuộc chiến đoạt thiên đã đè nặng trong lòng của nàng áp bức tới cực điểm nếu không nàng không thể sáng tạo ra chiêu số kinh thiên động địa quỷ khóc thần sầu như vậy quân mặt tà quan sát ba chiêu thức này cũng chỉ vừa mới hình thành mà thôi. Không ai ngờ tới, ngay tại đây, ngay khi bọn họ đang ôm nhau tâm sự, Mai Tuyết Yên có thể phá vỡ được gông xiền tâm linh của mình. Trong tình huống linh quang chợt lóe sáng tạo ra tam đại tuyệt thế chiêu pháp, quy chấn thiên hạ, hoành tảo càng khôn. Tam dấn thương khung, quân mặt tà không quấy rầy nàng, lén lén đụng ra ngoài hồng quân tháp bởi vì sau khi mình viết xong ba dòng chữ mai tuyết yên lâm vào một trạng thái siêu thoát kỳ diệu hai tròng mắt nhìn chầm chầm vào những dòng chữ đó nàng đang hoàn thiện ba chiêu này chiêu thức do chính mình sáng tạo ra chính là chiêu thức phù hợp với mình nhất đã qua bao nhiêu năm rồi đây là lần duy nhất mai tuyết yên sáng tạo ra chiêu thức cho riêng mình thời khắc này tuyệt đối không thể làm phiền tự nghĩ ra chiêu thức Nói dễ vậy sao? Quyền công trên đại lục từ thời cửu ưu đệ nhất cho đến nay ít nhất cũng đã nhiều hơn một dạng năm rồi. Đã có bao nhiêu chiêu thức được thiên truy bách luyện mặc kệ là bắt chước giả thú hay là phi cầm mặc kệ là bắt chước núi cao chót chót hay là suối chảy ào ào hoặc là trời cao mênh mông hoặc là mây, núi, gió, hoa, tuyết, trăng. Mỗi một chiêu thức đều trải qua biết bao nhiêu lần cải tiến. Tất cả những gì có thể lợi dụng được đều đã sử dụng cả rồi, tư tưởng không gian lưu lại cho hậu nhân càng ngày càng ít. Cho nên, khi đã chịu ảnh hưởng của trụ cột như vậy, có thể tự nghĩ ra chiêu thức, không một ai không phải là đại tông sư, hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cũng chính giờ khắc này, mặc dù Mai Tuyết Yên chỉ có tu duy thất cấp quyền thú, nhưng mà nàng thật sự có tư cách không hề kém hơn tổ sư gia của Tam Đại Thánh. Công phu tự nghĩ ra giờ khắc này thậm chí Mai Tuyết Yên còn không để ý đến bản thân, cứ như vậy mà lâm vào trầm tư, mà quân mặt tà cũng không có nửa điểm ý nghĩ khác. Hắn không ghen ghét, cũng không so đo, trong lòng hắn chỉ tràn đầy kiêu ngạo, bởi vì người có thành tựu đến bực này chính là nữ nhân của hắn, chính là lão bà của hắn đó. Mai Tuyết Yên đúng ngộ lần này hết ba ngày. Trong ba ngày này, thậm chí quân mặt tà không dám đến đưa cơm nước không dám quấy rậy, sau khi luyện đang xong, hắn trực tiếp đi vào tầng thứ tư Hồng Quân Tháp, rồi từ tầng thứ tư trực tiếp đi ra ngoài. Bên ngoài, thiên phạt xâm lâm, tràn ngập niềm vui. Bởi vì quân Mạc Tà truyền ra một tin tức, hễ là củ cấp quyền thú chưa từng ăn đan dược sẽ được đến đây để cấp phát miễn phí. Ngay khi cái tin tức động trời này mà truyền ra, gần như là toàn bộ thú dương đều dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy đến nhanh như là điện xẹt luôn, dọc đường đi còn quyết sáo gian vọng trong không trung, vừa chạy vừa triệu tập những cửu cấp quyền thú trong tộc đàn của mình. Màu đến đây có chuyện tốt rồi, là nhận được đan dược như trước đây, ăn vào cái loại đan dược này chẳng những có thể gia tăng tốc độ tiến, rút ngắn thời gian tu luyện mà còn rút ngắn khoảng cách với ngôi nhà mới nữa, nhanh nhanh đi nhận thuốc đi nào. Chỉ một thoáng, nào là từ trên không trung bay đến, hay là đang chạy trên mặt đất thanh âm 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 khi mà da vào cây cối truyền lại sau đó mặt đất rung chuyển điên cuồng nhìn một cái đám lố nhố trước mặt cùng với một đám quyền thú đang che kính bầu trời còn có một đám đang bay đến từ phương xa lại thêm âm thanh như là thiên quân dạng mã trong rừng rậm mỗi một con quyền thú đều đỏ bừng hai con mắt mỗi đầu quyền thú đều tràn đầy khát vọng quân đại thiếu đột nhiên chảy một hôi lạnh toàn thân cái đám này rốt cuộc nhiều ít bao nhiêu vậy trời trăm dạng đại quân lần trước không phải là Tuyết Yên nói là trong thiên phạt xâm lâm tổng cộng chỉ có hai dạng cửu cấp quyền thú thôi sao như thế bây giờ ở đâu mà chú ra nhiều giấy còn có một đám vì đường xá xa xôi nên chưa nhận được tin tức ngay lúc này chỉ đến một ít thôi một số quyền thú gần đây nhận được tin tức nhưng mà cái bộ phận nhỏ này xem ra ít nhất cũng vừa quá 200 dạng rồi. Tuyết yên ơi là tuyết yên, nàng thậm chí thuận miệng nói ra đã hại ta rồi, đây là hai dạng mà mà nàng nói sao? Cái đám này bảo là hai dạng hả trời? Quân mặt tà quên mất hai chữ khi mà tuyết yên nói, đó là đỉnh phong. Hai chữ này vô cùng trọng yếu, tuyệt đối cách xa nhau từ thiên đường cho đến địa ngục luôn. Mai Tuyết Yên nói là cửu cấp quyền thú đỉnh phong ước chừng có hơn hai dạng nhưng mà quân đại thiếu gần như muốn ngất, chỉ hỏi cửu cấp quyền thú thôi mà. Khác biệt trong đó khẳng định rất lớn, hai dạng cửu cấp quyền thú đỉnh phong mặc dù không ít, nhưng mà phân phố trong thiên phạt xâm lâm rộng lớn như vậy, tỷ lệ tuyệt đối không cao, thậm chí chỉ đạt được có một phần ngàn thôi. Nhưng mà số lượng cửu cấp quyền thú chắc chắn vượt xa con số này mấy trăm lần. Quân Mạc Tà lúc này đã hiểu rõ vì sao Mai Tuyết Yên đã từng nói nếu thiên phạt xâm lâm của ta muốn tuyệt diệt tam đại thánh địa, thậm chí tuyệt diệt cả đại lục cũng tuyệt đối không phải là chuyện khó khăn gì. Hắn đã hiểu nguyên nhân tại sao ngay cả thánh dương, thánh hoàng dân dân, những nhân vật thần tiên nhất lưu cũng không có dám trực tiếp tiến vào thiên phạt sâm lâm. Các bạn vừa nghe xong tập 177. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái! chào tạm biệt